Có lúc anh vẫn thường nhớ về ngày bình yên đôi ta có nhau. Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn. Và rồi anh lại thơ phút nói tiếng yêu đầu nhớ mong em chưa quên được tiếng mùi yêu đầu tiên. Và rồi anh lại thấy vẫn đây vẫn những khi gần nhau, những cái ôm thật chặt từ phía sau, rằng yêu em biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò, để hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi, yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài, và yêu mình em chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác. Em ơi, em tên gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Dũng, năm nay em 19 tuổi. Em mới 19 tuổi thôi mà em hát được như vậy. Một cái giọng hát thực sự là đầy trải nghiệm luôn. Chị không nghĩ rằng là một người trẻ như vậy có thể hát một bài hát sâu sắc như vậy. Tôi chỉ biết nói một điều là phần trình diễn của bạn quá tuyệt vời. Bạn hát quá hay. Và tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ có thể làm cho bạn hay hơn như thế nữa. Em xin cảm ơn anh Trần Hưng. Một số câu chị nghe thì chị biết em hơi giọng hơi giống anh Tuấn Hưng một chút. Chị á, thì chị nghĩ là chắc em cũng có ý lựa chọn anh Tuấn Hưng rồi. Nhưng mà chị thì vẫn muốn quay lại. Bởi vì chị muốn cảm nhận được là chị muốn cho em thấy rằng là chị rất rất thích giọng hát của em. Rồi đúng như lời Mỹ Tâm nói thì tất cả những chị yêu yêu của em á, là đều mang dấp dáng và cái ảnh hưởng của nam ca sĩ Tuấn Hưng rất là nhiều, nhiều lắm. Không phải, em nghĩ hoàn toàn không chính xác đâu. Để tôi nói. Đó là cái cảm nhận của riêng anh thôi. Dĩ nhiên sẽ có người phản biện, có người nói không phải, không đúng. Nhưng mà là anh nghe là như vậy. Khi hai người đã nghe được điều đó thì cái điều đó là chính xác. Nó có dấu hiệu. Thấy không? Chị Tâm nói dấu hiệu của Tuấn Hưng. Anh cũng nhận thấy điều đó. Tuy nhiên không vấn đề gì hết. Nhiều khi ông trời, ông cho hoặc là mình ngưỡng mộ một ai đó thì cái sức ảnh hưởng nó có với mình. Cho nên anh cũng nghĩ là em đã có sự lựa chọn với Tuấn Hưng rồi. Anh bấm lại là vì anh muốn tiếp thêm sức cho em nữa và nói rằng là em hát bài này tốt và ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ cách hát, cách xử lý, cách chọn bài của em. Em xin cảm ơn. Chị Thu Hương nghĩ thế này. Wow. Cái cuộc chiến này có vẻ nó không cân sức lắm. Khi bốn người cùng quay trở lại thì cái sự lựa chọn đối với chị luôn luôn thấy mình rất thiệt thòi. Là bởi vì nào là chị sẽ lâu rồi ABC rồi chị lớn tuổi rồi có thể không phù hợp cái gì đấy. Thế cho nên là chị nghĩ là thế này, người thì có đối tượng fan rất là khủng khiếp, hùng hậu. Người thì 5 tháng kinh nghiệm. Wow. Người thì bấm máy đầu tiên.
Đó, sẽ có rất nhiều lợi thế. Và người ta thì nói là người ta mong rằng một ngày đó người ta sẽ hát với nhau ABC, đúng không? Chị thì chị cũng không có cơ hội của chị, hơi mong manh. Cho nên chị muốn là không nói nữa. Và chị muốn là chị làm một cái điều gì đó mà nó ngay bây giờ, ngay và luôn. Đó là em hãy hát với chị đi. Yeah. Đúng không? Để cho thấy là khoảng cách không là cái gì cả. Em mới có 19 đúng không? Chị năm nay cũng nhiều rồi. Đấy, cho nên là để chị thử xem là có cần phải chờ đến lúc hát với em nữa không? Không đếm được. Yêu và yêu và yêu anh mãi mãi. Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài. Cùng nhau ta đi tới tình yêu. À, mùa yêu. Mùa yêu. Mùa đầu. Đầu tiên. Rồi. Cho nên là sao em không làm được như vậy nhờ? Em chọn chị hay không không quan trọng nữa. Ok. Bây giờ để cho em nó chọn đi. Em ơi, chị thấy là chị không làm được như chị Thu Phương rồi đó. Chị chấp nhận thua cái vụ này. Người ta đứng trước khó khăn, người ta phải biết vượt qua thử thách. Đó. Không, lúc nhưng mà chưa đó. Chắc ra nói mình tùm lum tùm la ở đây hết trơn á. Trời ơi. Chị hy vọng là chị đã không làm hỏng bài hát của em, nhưng chị hy vọng là chị đã cùng em mang đến một chút gì đó trong bài hát này mà để thấy khoảng cách chúng ta có thể gần lại với nhau. Đó. À, trước tiên thì em xin cảm ơn những lời nhận xét mà bốn huấn luyện viên đã dành cho em. Thực sự thì bốn người huấn luyện viên đều là những người mà em rất là yêu mến và kính trọng. Tuy nhiên thì em sẽ vẫn đưa ra quyết định của mình. Với bốn chiếc ghế xoay lại, Hoàng Dũng đang rất khó khăn để chọn cho mình huấn luyện viên phù hợp nhất. Mời em vào đội của chị. Chị sẽ biết cách làm cho em tốt hơn. Tôi hy vọng rằng là tôi sẽ được bạn lựa chọn. Yêu và yêu và yêu mãi mãi. Em chọn. Em chọn chị Thu Phương. Em làm đúng. Ghê thật, ghê thật. Em chọn đúng đấy, em làm đúng đấy. Thật kìa, please. Anh tốt lắm em. Chúc mừng em. Chúc mừng bạn. Rất thành công và rất ấn tượng. Cảm ơn huấn luyện viên. Và ngay bây giờ thì bạn đã là một người trong đội của Thu Hương. Thu Hương Hoàng Phong Ca cũng rất là ấn tượng. Có muốn chia sẻ đôi lời không? Trước tiên thì em cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo cho em một sân chơi, một cuộc thi rất là bổ ích. Và em cảm thấy là sự cố gắng của em đã đạt được thành công ít nhất là đến bây giờ. Và em sẽ cố gắng ở những vòng tiếp theo nữa. Chúc mừng bạn và cảm ơn bạn đã tham gia chúng tôi.